tục những thông tin về cơn bão trên Biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông và phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, có mưa rào và dông mạnh, biển động rất mạnh. Từ sáng ngày 2 tháng 7, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.